mịch thi gia đang hồ ti ma ha ga so chan ni đa di tăng sa ba di ta sa di ma ha wa ra ho wa ni qua pa bút thô vô nắp vô năng gặp pa bu vị ti man đồ mê thi gia đa hồ ti ma gia đa số chăng ni đa di ta sa pa ri wa ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa pa put tho phu nắp bút năng gặp bà bút bê pi man đồ người ưa ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng cả ngu nhập hai mãi. Và đó là vận dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Những người hôn ám ngu si ham ăn mê ngủ ly bì thối thay heo no nằm đóng cứ nhài thay bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Và đó là phổ thơ của thượng tọa Giới Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Hôm nay con thấy cô Tị Duyên vào sớm nè, cho con ba cái hoa, con kính mời cô nghe. Dạ, sa thú chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 325. Mít Thi Giá Đa Hồ Tí Má Hát Gá sô chá nít tha ý ta nít tha dí ta sâm bá rí quát tá sa di má ha quá ra hồ quá ní hòa bá phút thô phú ná phú năng gáp bá nú tê tí măng đô. Người ưa ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng kẻ ngu nhập thai mãi. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Những người hôn ám ngu si ham ăn mê ngủ ly bì thối thay heo no nằm đóng cứt nhầy thai bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc pháp cú 325. Mát Bít Thi Giá Đa Hồ Tí Mát Há Má Há Má Hát Gá Sô Chá Nít Tha Di Tà Sâm Vá Rí Hoà Rí Quát Thá Sa Di Má Hà Quá Ra Tô Quá Níp Và Ní Hòa Bá Phút Thô. Má Hà Quá Ra Hồ Quá Ní Hòa Bá Phút Thô Bú Nắp Bú Răng Gấp Phá Bút Về Tí Mạnh Đồ Mít Thi Giá Đà Hồ Tí Mắt Má Hắc Gá Sô Chá Nít Thà Di Tà Sầm Bá Rí Quá Thá Sa Di Ma Hà Quá Hà Rồ Quá Ní Hòa Bá Bút Thô Bú Nắp Bú Nằng Gấp Phá Bút Bê Tí Mạn Đồ. Người ưa ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng kẻ ngu không biết. Kẻ ngu
nhập thai mãi. Những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ ly bì thối thay, heo no nằm đóng cứt nhầy, thai bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Bản phổ thơ hòa thượng giáo đức. Và kính mời cô Tina. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Tam Bảo, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn và quý tu nữ, thân chào đạo tràng. Con xin đọc bài 325. Mị thi yà đà hô tị mạ ha gà sô cha nị đà yì ta sam pa ri wa ta sa yi mạ ha wa ra hô wa nị wa pa put thô put Puna Putnam Gappa Mu Peti Mando Mittiyata Hoti Maha Gatso Cha Nita Yita Sampa Rikwata Sa'i Maha Wa Ratowa Niwa Patputo Puna Putnam Gappa Mu Peti Mando. Mị thi ya ta hô ti ma ha ga su cha ni ta yi ta sam pa ri wa ta sa yi ma ha wa ra ho wa ni wa pa tu to pu na pu nam ga pa mu pe ti man do. Người ưa ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Hòa thượng Thích Minh Châu. Những người hôi ám ngu si, ham ăn mê ngủ ly bì thối thay, heo no nằm đống thức nhầy, thay bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ sa thú kính cảm ơn Sít Tì Na. Nam Phong Bích Tha. Dạ cảm ơn Chích Trạng Đông cô tu nữ tài duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ rất là sa thú. Dạ kính cảm ơn cô tu nữ tài duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ Nhật Quỳnh mong rằng ngày mai những vị chưa đưa tay, ngày mai tiếp tục đưa tay. Bây giờ thì hết giờ rồi. Dạ đã đến giờ bài học bài mới. Dạ, ngày mai hậu qua chùa Phước Quang nhớ đưa tay nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Thanh đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bo ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bo ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bo ta ha sa. Chúng sanh tất cả vốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời ấm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn. Năm cả tam giới thừa ân phổ cập,
Đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, định ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá Đà. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú kinh số 326. Dạ sa thủ lành tai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Hơi nhỏ thì chúng tôi sẽ chỉnh nó lên. Dạ rồi, giờ chắc là ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 326. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Ý đăng phụ rê chích tá mà Ý đăng phụ rê chích tá mà chà rí chà rí căng Ý đăng phụ rê chết tâm mắt cha rí cha rí căng. Đoạn thứ 2: Dê nít chá căng giá thá ca măng giá thá su khăn. Dê nít chá căng giá thá ca măng giá thá su khăn. Đoạn thứ 3: Ta đạch chá hằng nít gá hết xà mi yô ní sô. Ta đạch chà hằng nít gá hết xà mi yô ni sô. Đoạn thứ 3, thứ 4: Thách thiếp phá phình năng quý giá ăn cú sắc gá hồ. Thách thiếp phá phình năng quý giá ăn cú sắc gá hồ. Đoạn thứ 5. Ồ, có 4 đoạn. Dạ, có 4 đoạn hết rồi. Dạ rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu kệ này. Ở trong đoạn đầu tiên chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên, ý đăng, đây là một quan hệ chỉ định từ. Ý đăng có nghĩa là này. Từ thứ hai, pu rê, đây là một trạng từ có nghĩa là trước đây hay là trước kia. Thì nếu mà mình dịch tiếng Hán đó là tiền, mặt tiền. Từ thứ ba, chích tá ma cha rí. Chích tá ma cha rí, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Chích tăng cộng với là á cha rí. Tăng là tâm, á cha rí, đây là một động từ chia theo quá khứ của cái động từ cha ra tí. Cha ra tí này chia theo quá khứ nó có 2 cách, một là a cha rí và 2 là cha rí. Thì ở đây có thể là do văn kệ đó cho nó đủ âm, thành ra ngài dùng cái hình thức là a cha rí. Cha ra tí đó thì bà con chúng ta cũng hiểu nghĩa rồi. Cha ra tí nó có cái danh từ là cha rí tá, dịch là hạnh tạng. Thì cha rí ở đây đó mình hiểu đó là lối sống.
lối sống hay là cách sống. Mà ở đây là quá khứ phân, động từ quá khứ, cho nên là đã sống, đã sinh hoạt. Từ cuối cùng, Charika, đây là một cái danh từ nữ tính Charika, Charika mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là Charika. Charika có nghĩa là cuộc hành trình, hay là đi ta bà, hay là đi lang thang. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Ba từ này đều chia theo đối cách cả. Từ đầu tiên, Yenich Chakang. Yenich Chakang. Chúng ta sẽ dịch theo hợp từ luôn. Yenich Chakang đó là tùy thích hay là tùy ý. Rồi dắt thác ca măng, dắt thác là chỗ, ca má là dục hay là mong muốn. Dắt thác ca má là cái chỗ, chỗ ưa thích hay là chỗ mong muốn. Dắt tha su khăn, dắt tha là như su khăn là an lạc. Yatha su khăn là giống như sự an lạc, dịch đó là theo, ha, theo sự hạnh phúc, hay là theo sự khoái lạc, theo sự ưa thích. Rồi bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, ta đách chá hăng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Tách cộng với là ách chá cộng với là á hăng. Chữ tách ở trước đó, đó là một cái đại từ chỉ định. Ta. Ở đây vì hai chữ A nó hai chữ Á, hai nguyên âm ngá, nguyên âm Á nối liền với nhau, thành ra đó thường có thêm một cái từ đá để nó nối. Tá có nghĩa là ấy hay là đó, á chá là hôm nay, á hăng là tôi. Từ thứ hai, Nikahesa mi. Đây là động từ Nikaheti mà chia theo vị lai cách, thành ra nó có cái hình thức là vị lai cách ngôi thứ nhất là số ít, thành ra nó có cái hình thức là Esami. Nikaheti đó có nghĩa là tiếng Anh hồi dịch là control, mà tiếng Việt mình đó là mình dịch là kiểm soát ha. Dạ đúng rồi, kiểm soát, nắm giữ. Rồi từ cuối cùng, Yoniso. Yoniso có nghĩa là một cách khôn ngoan, hay là một cách đúng đắn, một cách đúng lẽ. Chúng ta có cái từ Yoniso Manasikara, mình dịch là khéo tác ý. Thì Yoniso ở đây hiểu là khéo. Rồi đoạn thứ tư.
Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên hát thiếp phát phin năng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Hát thí là con voi. Rồi phát phin năng, phát phin năng đây là một cái gerund, một cái danh danh động từ của động từ phát phích chất tích. Mà Pafichati có nghĩa là đập bể, phá tan, phá hoại. Như vậy là hát thiếp Pafinang đó là con voi phá hoại. Hay là con voi phá phách cũng được. Từ tiếp theo quý giá. Quý giá là giống như hay là tương tự như. Đây là một từ so sánh. Từ cuối cùng ăn cú sắc gà hô là người nài voi hay là người quán tượng. Rồi bốn đoạn này chúng ta chia thành hai câu để dễ dịch. Ý đăng chích ta ma cha ri là sở hành của cái tâm này, vũ rê trước đây. Cha ri căng là lang thang hay là đi ta bà. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đó, ngài dịch ra là buông lung hay là phóng dật. Dê nít chăng là tùy thích. Dắt thác ca măng là ở chỗ ưa thích. Dạ tha su khăn theo khoái lạc. Ở trong hai cái đoạn đầu này chúng ta thấy cái động từ achari đó nó có tới bốn cái túc từ, đó là chari căng, ye nicha căng, yatha ca măng và yatha sukha. Dịch lại. Ý rằng chích tăng cái tâm này pu rê trước kia, achari là sống hay là hành ha. Cha rí căng sống lang thang. Ye nít chắc cha rí ye nít chắc căng là sống tùy thích. Cha rí dắt thác ca măng là sống tìm mình không như dịch chữ sống mà mình dịch là tìm chỗ ha. Ưa thích. Achari dắt thác xuất khăn là tìm theo khoái lạc. Đó là một câu. Câu thứ hai. Ta đắc cha hằng. Ta đắc cha hằng. Hôm nay ta nigahesa mi sẽ kiểm soát hay là nắm giữ. Ta là cái tâm ấy. Yoniso một cách khéo léo hay là một cách đúng đắn. Quý giá giống như ăn của sắc gà hồ, nài voi. Nài voi. Hát thiếp ba phin năng kiểm soát ha, con voi phá phách, con voi phá hoại.
Đó là chúng tôi dựa vô văn xuôi, văn kệ nhưng mà dịch theo văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 326 này. Kính tri ân Sư Thái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử cùng theo dõi kịp được phần kiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 326. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức xin được kính mời với bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học tiếp phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghaṃ namāmi Namaturatana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 326, câu kệ nằm trong phẩm Na Gá Quát Gá, phẩm voi. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Ná đề cập đến vị Sa Di tên là Sa Nút. Đây là một vị Sa Di tuổi còn rất là trẻ, là con của một cận sự nữ. Bà ta rất là tín thành nơi Tam Bảo cho nên là cho con đi xuất gia khi còn rất là nhỏ. Sau khi đi xuất gia thì vị này giữ giới hạnh rất là nghiêm trang. Pháp cũng rất là chăm chỉ và làm tròn các cái bổn phận của một bậc xuất gia, cụ thể đó là một sa di. Thì vị sa di này nè, tuổi trẻ mà có cái giọng nói rất là thanh tao ngọt ngào, rồi đồng thời rất là siêng năng học pháp, cho nên đó là cái tài thuyết pháp của vị này đó cũng rất là điêu luyện. Do đó đó thỉnh thoảng được các vị lớn tỳ kheo hoặc là trưởng lão đó, yêu cầu thuyết pháp cho mình nghe. Và vị này siêng năng lắm, xin thưa quý vị. Ai nhờ cái gì mà thấy rằng mình có thể làm được thì vị này đều làm hết. Tức là vị này không có từ bỏ, không có bỏ qua bất kỳ một cái nhân thiện nào cả. Vị này không có diễn cái lý do là mình mệt, mình đi xa mới về, cần nghỉ ngơi hay là ăn chưa no, vân vân và vân vân để từ chối. Mà tận dụng cứ cơ hội được tạo thiện nghiệp đến là vị này sẵn sàng làm. Rồi vị Sa Di Sa Nú này lại có một người mẹ tiền kiếp đó, là một giả xoa. Một giả xoa. Và mỗi một lần mà vị Sa Di này đó thuyết pháp này, hay là phục vụ, nói chung là tạo tất cả các cái công đức thiện nghiệp đó, thì vị này đều hồi hướng đến tất cả chư thiên, chư Dạ Xoa, chư Càn Thác Bà, chư A Tu La, chư Long Vương, tất cả chúng sanh khắp các nơi. Trong số tất cả các chúng sanh khắp các nơi đó đó, có cha mẹ quá cốt của mình, có cha mẹ tiền nghiệp của mình.
Và chư thiên khi mà được người khác hồi hướng phước cho mình đó, xin thưa quý vị, thì hoan hỷ rồi nhớ ơn. Và cái cô dạ xoa này nè, chư thiên rồi là chư dạ xoa biết cô này là mẹ tiền nghiệp của cái vị sa di này nè. Chư thiên chư dạ xoa đó kính nể vị sa di này, thành ra kính nể luôn người mẹ tiền nghiệp của mình. Và từ đó đó chúng ta hiểu rồi, người mẹ tiền nghiệp tiền thân là dạ xoa này nè cũng được thơm lấy. Thành ra đó là đi đâu cũng được người ta kính nể, đi đâu cũng được người ta nhường. Đại loại là như vậy. Một thời gian sau, khi mà vị sa di này hơi lớn lớn lên một tí đó, thì bắt đầu không biết vì lý do gì mà khiến cho cái tâm của vị này đó giảm sút đi. Thì bây giờ cái tâm của cái vị này đã mới hướng đến tìm cầu dục lạc để thụ hưởng. Tức là đi theo lợi đắc, tình, danh vọng. Và khi đó vì cái tâm nó xu hướng theo dục lạc ngũ trần vậy đó, cho nên là phận sự tu hành của vị này càng ngày càng bỏ bê. Đến một hôm nọ, vị này thấy rằng mình không có thích hợp với cái đời sống tu hành nữa, đời sống ở trong chùa nữa. Cho nên đó là vị này mới bỏ về nhà. Bỏ về nhà trình bày lại cái ý muốn của mình cho người mẹ của mình nghe. Thì xin thưa quý vị, người mẹ là một cận sự nữ, tin tưởng Phật giáo một cách mạnh mẽ. Cho nên đó là khi mà biết được con của mình có cái ý muốn đó là hoàng tộc, hoàng tục, sống đời sống tại gia để thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó, thì người mẹ của mình rất là buồn. Người mẹ đó mới dùng đủ hết tất cả các cách dựa trên cơ sở Phật Pháp mà mình đã học được từ nơi Phật, từ nơi Thánh chúng đó, để giải bày cho con biết. Đại loại như đó là cho con biết được đó là đời sống của người tại gia cư sĩ đó là nó khổ, khổ kinh khủng lắm. Đời sống của người xuất gia đó mới là an lạc hạnh phúc. Thì tại sao từ bỏ đi cái an lạc hạnh phúc đó để tìm đến, để tìm trở lại cái khổ? Nhưng mà xin thưa quý vị đó, người mẹ nói cỡ nào đi nữa đó thì người con cũng không có lay chuyển được cái tâm muốn hoàn tục đó. Thì lúc bấy giờ đó, cái người mẹ tiền nghiệp là con dạ xoa đó mới dùng thần thông xem coi vị sa di sa nú hay là người con của mình đang ở đâu. Thì mới biết được người con của mình đang ở nhà của mẹ ruột và có cái ý định đó là hoàn tục. Thì cái vị dạ xoa này do thời gian lâu ngày nghe vị này thuyết pháp rồi hồi hướng, nó cũng thấm nhuần được ít nhiều lời dạy của Đức Phật, và cũng cũng có hưởng được chút lợi lạc, xin thưa quý vị. Thì thành ra khi mà biết được thấy rằng vị sa di sa nú này có thể hoàn tục đó, thì cũng buồn, cũng hoảng hốt. Cho nên lập tức đến đó. Và khi lập tức đến đó thì bắt đầu mới nhập vô Sa Di Sa Nú. Thì xin thưa quý vị, dạ xoa này nhập vô được Sa Di Sa Nú. Sa Di Sa Nú. Thì sở dĩ đó mà dạ xoa nhập vô được Sa Di Sa Nú đó là vì rằng lúc này cái tâm của cái vị Sa Di này nè, yếu kém, yếu đuối. Giống như là lau, lau sậy đó xin thưa quý vị, mà trước gió vậy đó. Cho nên dạ xoa mới nhập được. Cho còn đó, nếu như mà cái tâm của vị này cứng rắn, tinh tấn, siêng năng tu hành như lúc đầu đó,
thì sai giả soi nhập không có được. Giả soi nhập vô đó mới cũng đại loại như đó là nhờ người mẹ ruột đó nói lại cho Sa Di Sa Nú này nè. Dạ alo, nghe lặp lại là sao? Xin thưa quý vị, quý vị xin hỏi quý vị nghe có rõ, có ok, có liên tục không? Thế Thượng Tọa Minh Hạnh nói nghe lặp lại. Dạ vậy chúng ta tiếp tục. Thế cái gì dạ xoa này nhập vô đó để nói cho người ta nghe được đó, xin thưa quý vị. Nhập vô mượn cái cơ thể của cái vị sa di này, mượn cái miệng của cái vị sa di này để nói cho mọi người xung quanh ở đó đó nghe được. Thì thật sự ra đó là cũng muốn nhắn nhủ lại với mọi người, kêu mọi người đó là khuyên sa di sa nú đó là đừng có hoàng tục. Hoàng tục ra sống đời sống tại gia cư sĩ nó khổ lắm, nên đi tu đi. Khi đi tu vậy đó đem đến an lạc cho nhiều người hơn, chứ còn mà xuất gia ra đó thì khổ thân mình mà còn liên lụy đến nhiều người khác nữa. Thì đại loại là như vậy đó, xin thưa quý vị. Thì ở trong đây, ở trong chú giải đó, cái cuộc đối đáp đó, đó bằng thơ không à, mà nó dài lắm. Thành ra chúng tôi kể chú quý vị nghe. Thì sau khi mà Sa Di sau khi mà cái con dạ xoa nó truyền đạt xong cái nguyện vọng ý muốn của con dạ xoa xong đó, thì dạ xoa xuất ra. Thì khi mà xuất ra, xuất ra đó thì thấy mẹ của mình khóc lóc thảm thiết quá, giống như đó là khóc cho người chết thì khóc đưa đám ma vậy đó. Cái mới hỏi mẹ mình thì mẹ thuộc lại đầu đuôi câu chuyện vậy. Thì vị này khởi lên cái sự kinh cảm sợ hãi quá, mình làm tổn thương mẹ rồi. Cái bắt đầu đó là thôi, không còn muốn hoàn tục nữa. Và khi mà không còn muốn hoàn tục nữa đó thì trở lại chùa tu hành, chăm lo bổn phận phận sự của một vị sa di, học pháp, hành pháp, hoằng pháp. Và đến khi tuổi đủ, đủ tuổi tức là đủ 21 tuổi đó, xin thưa quý vị, thì mẹ của vị sa di này đó mới tổ chức cái lễ để cho vị sa di này thọ cụ túc giới, làm tăng tỳ kheo. Và quá trình đầu đuôi cái câu chuyện xảy ra cho vị sa di sa nú này đó thấu đến Đức Thế Tôn, cho nên nương theo đầu đuôi câu chuyện của vị sa di sa nú này đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy tâm con người đó, tâm chúng sinh đó, thường bám vào trần cảnh. Tất nhiên tâm người ấy đó không có được an vui. Vì vậy đó các ngươi hãy cố gắng khắc phục cái tâm, cũng như quán tưởng, cũng như cái người mà quán tưởng đó, cố gắng điều cái con tưởng vậy. Sau ngài dạy cho đại chúng một cách như vậy xong mới thiết lên câu kệ: Ý đăng phụ rê chích tăng á chà rí chà rí căng dê nó ít chá căng giác thá ca măng giác thà su khăng tạ đách chá hằng nít gá hết xà mi dô ní xù hát thiếp bạ phình năng quý giá ăn cú sắc gá hồ. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi.
Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: trước kia phóng túng quen nề, chạy theo dục lạc u mê ở đời, nhưng nay niệm phục được rồi, như dùng móc sắt khiến voi tài tình. Khiến voi tài tình. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của cái câu kệ này. Vậy thì cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngài dạy cho những người chứng kiến hoặc là có liên quan đến vị Sa Di Sa Núc, đó là trực tiếp dạy cho tất cả những ai nghe được cái câu kệ này. Như vậy để hiểu cái câu kệ này, chúng ta dựa vô duyên sự xin thú gì. Duyên sự là những cái gợi ý để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này. Vậy thì qua duyên sự đó, chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ này là như thế nào. Cái vị Sa Di Sa Nú đó mới ban đầu tu hành rất là ngon lành tinh tấn. Nhưng mà rồi đó, cái vị này đã chạy theo dục lạc ngũ trần và bỏ bê đi cái phần sự tu hành của mình. Rồi sau đó đó, được mẹ ruột mà, và mẹ tiền kiếp cũng như những người xung quanh đó, người ta hỗ trợ, nhắc nhở, khuyên can, bảo ban. Vị đó mới tỉnh ngộ trở lại và quay về con đường tu hành trở lại. Ở đây là cái hướng mà chúng ta hiểu cái câu kệ này đó, xin thú vị. Cho nên đó là Đức Thế Tôn ngài mới nương theo cái duyên sự đó, ngài mới dạy. Văn tiếng Việt ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch đó là: trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc. Trước tức là cái khoảng thời gian mà cái vị Sa Di này đó bị yếu cái tâm đi, thích thú trong việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần, hay là thích thú trong cái việc là lợi đắc nè, tình nè, danh vọng, cho nên đó là mới sa ngã trợt chấn. May đó là chưa có té, sa ngã trợt chân, nhưng mà nhờ có cái phước, cái phước quá khứ, thành ra đó là mới có người đó trật chân thôi, thì có người đó họ vịn trở lại, thành ra là chưa kịp té, thì nhờ đó đó là mà đứng lên được, cái bắt đầu quay trở lại với chính mình, quay trở lại với chính mình. Thì cái câu kệ này đó áp dụng ở đối với cái duyên sự đó là từ cái giai đoạn mà vị này trật chân, chuẩn bị té, rồi bắt đầu đó là kịp đứng dậy để tiếp tục cái con đường tu hành của mình. Đó là đối với duyên sự sư thú vậy. Còn đối với chúng ta thì sao ạ? Đối với tất cả người nghe nói chung, thì cái từ đi đến xin thú vị, ý đăng phụ rê chất tăng á chà rí chà rí căng. Hôm nay là quá khứ của ngày mai, nhưng mà tương lai của ngày hôm qua đúng vậy không xin thú vị? Thì như vậy có nghĩa đó là trước đây là ngày hôm qua đổ về trước, vô thủy luân hồi trước. Còn nếu mà chúng ta nói gần hơn tí nữa thì bây giờ đó là 7:38, như vậy đó là 7:37 trước, đổ về trước 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 nữa đó là trước đây. Thì trước đây đó có người ở trong room này nói rằng nè, tâm không phải đó là nó lang thang vậy đâu, nhưng mà cũng có lúc đó nó được kiểm soát.
À, thì cái câu kệ này nói ra là trước đây này, cái tâm của mình đó, à, nó sống một cách là lang thang vậy đó. Xin lỗi, hai câu đầu đó là hai đoạn đầu đó là một câu, nó sống lang thang vậy đó. À, nó sống theo tùy thích vậy đó, nó sống chạy đến những cái chỗ ưa thích nè, chạy theo khoái lạc vậy đó. À, thì có thể một số bà con ở trong râm mới nói rằng đó là nếu mà sư nói đó gì 7:38 mà ngày hôm qua đổ về trước đó thì đôi khi nó không đúng. À, nhưng nếu bà con chư Phật tử chúng ta suy gẫm chiêm nghiệm này ha, cân đo đong đếm kỹ đó thì nó đúng. Nó đúng trong trường hợp đó là toàn thể chúng ta ở đây đó là phàm phu. À, chưa có phải là thánh đó. Thì điều này là đúng. Cái tâm của mình đó là như thế nào xin thưa quý vị? Ở trong phẩm tâm đó Đức Thế Tôn là định nghĩa cho mình này. Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu. Đó chính là cái tâm của mình. Và từ vô thủy luân hồi cho đến bây giờ này xin thưa quý vị, mình những người mà còn tồn tại còn luân hồi ở đây đó, là hoặc nè không có thiết tha, không có thiết tha, không có hoài bão đối với cái việc đó là thoát khỏi tử sanh luân hồi, hoặc là gì có nhưng mà bữa được bữa cái. Dạ, bữa được bữa cái. Thì thành thử ra là gì? Không thật sự sống theo bát chánh đạo hay là bát chánh đạo. Không có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định để giữ vững cái lập trường sống đó của mình. Hoặc là có nhưng mà cũng bữa được bữa cái. Thành ra đó là gì? Khi vui đó, thì mình có thể không có chạy theo dục lạc ngũ trần. Nhưng mà khi buồn đó thì lại chạy theo dục lạc ngũ trần. Hoặc là gì? Khi quên mình chạy theo dục lạc ngũ trần. Thế mà điều đó có nghĩa rằng là đối với phàm phu đó, thì trước đây đó, cái tâm của mình nó lang thang vậy đó. Sống tùy thích, gặp cái gì thích là nhào vô, gặp cái gì ghét nó cũng nhào vô, chuyên đi tìm khoái lạc cuộc đời. Và vì vô thủy luân hồi cho đến giờ cái nó quen vậy đó xin thưa quý vị, thường thành thường cảnh, thành thường cảnh rồi. Cho nên là gặp cái gì mà ăn ngon cái là thích liền, ăn cái là chế, mặt đẹp cái là thích nè, đó mặt xấu cái là ghét. Ở chỗ đẹp chỗ hài lòng đó là thích mê, ở chỗ đó mà dột nát cũ kỹ đó là bỏ. Các cái phương tiện phục vụ đời sống cũng vậy, như ý đó ha, thì là khen là tân bốc mà là tìm kiếm, còn mà không có như ý đó thì đá quăng bỏ chê bai, trở thành một cái thường cận vậy đó xin chú. Và một cái thường cận vậy. Vậy thì tại sao đó lại có cái trường hợp đó? Ở đầu đó chúng tôi nói đó là đối với phàm phu đó mà không có thiết tha đối với lý tưởng giải thoát đó, thì với người mà không có thiết tha đối với lý tưởng giải thoát thì người đó đó sẽ không có học pháp của Bậc Thánh. Không có hiểu pháp của Thánh, không có tin pháp của Bậc Thánh, không thực hành theo pháp của Bậc Thánh. Vì do bốn cái không này nè, cho nên người đó không có nhận ra được tính nhân quả ở trong cái thích nè, ghét đó. Và không có thấy ra được cái tính tạm bợ, khổ đau, lệ thuộc ở trong cái thích và ghét đó.
À, dạ rồi, vì do không có nhận ra, do không có thấy, do không có hiểu, vậy cho nên là gì? Sống gần như là sống theo bản năng. Đói là đi tìm cái để ăn, khát là đi tìm cái để uống, vân vân. À, đói ăn khát uống là được cái trống mái, sống gần như bản năng. Thì thành ra đó là gì? À, tâm mới bay nhảy chỗ này chỗ kia, đứng núi này trong núi nọ, ước muốn trở thành ông này bà kia, ước muốn trở thành như thế này như thế kia. À, và tâm sống theo tùy thích. À, chỗ đó mà có vui, à, có an lạc, có hạnh phúc là tìm được. Đó là tìm đó. Đó là gì? Do bốn cái không đến sinh tố gì? Là không hợp pháp bậc thánh nè, không hiểu pháp bậc thánh nè, không tin pháp bậc thánh nè, không thực hành theo pháp của bậc thánh, cho nên nó mới dẫn đến cái tâm đó loạn xà ngầu như vậy. Cái tâm đó nó sống hoạt động thoái tự do như vậy. À, thì cái dạng đó mà không học không hiểu này, khi nãy chúng tôi có nói với quý vị đó, là có khi mình học thiệt, nhưng mà có khi đó mình học rồi nhưng mà là cái gì? À, theo kiểu đó là sáng nắng chiều mưa đó. Hên hên nhớ mà buồn buồn là mình quên. À, thì giống như cái trường hợp mà cái vị Sayyisanu này, cái vị Sayyisanu này có học sinh thú gì, chẳng những học mà còn học nhiều nữa, còn thuyết pháp rất là hay hay nữa. Nhưng mà rồi đó, có một giai đoạn, có một phút giây, có một khoảnh khắc nào đó quên mình, thì những cái mà học đó đó nó mất. Dạ, nó mất. À, thì lập tức lúc đó đó mình sẽ bị trợt chân ngay. Dạ, mình sẽ bị trợt chân ngay. À, thì cái trợt chân này nó có hai loại nè. Một, trợt chân cái là đi luôn. Và thứ hai đó, trợt chân cái đó, chuẩn bị té có người đỡ. À, thì với những người mà trợt chân cái đi luôn là như thế nào, xin thú vị? Đó là không có học, không có hiểu, không có tin, không có thực hành theo pháp bậc thánh một chút nào cả. Hoặc mình có thể nói đơn giản hơn là người này trong đời sống nó sống hung bạo ác ôn, không có tạo dựng công đức thiện sự chi chi cả. Hoặc là tạo dựng công đức thiện sự giống như kiểu đó là giọt muối bỏ hụt đường bỏ biển vậy. À, thì với người vậy đó, trợt chân cái là đi luôn. À, nhưng mà với những ai trong đời sống này, có học, có hiểu, có tin, có hành, tức là có tạo các công đức thiện sự. À, thì vì rằng có tạo các công đức thiện sự đó, đó cho nên là gì? Có, mình hiểu đó là người đó có phước, có tạo nhân phước đó. Thì thành ra khi mà trợt chân cái chuẩn bị té đó, thì cái nhân phước này nè mới cho ra quả. Thì cái quả đây đó là gì? Là có người họ đỡ, có người họ bảo ban, có người họ dạy dỗ, họ chỉ bày để mà mình thấy ra được vấn đề của mình. Cái gì Sa Di Sa Nú này đó, trước khi mà sa ngã đó, mình có thể nói là sa ngã đó. À, thì ở trong duyên sự chúng tôi nhấn mạnh đến cái chuyện là gì? Vị này rất là siêng năng, tinh tấn, thực hành tất cả các cái bổn phận của mình. Vị này siêng năng, tinh tấn, tận dụng hết tất cả các cái cơ hội mà mình có để tạo thiện nghiệp, không có bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào cả. Không có viện lý do là mệt mỏi này kia kia nọ nè, để rồi không thuyết pháp, để rồi không có phục vụ. À, thì đó là nhân phước đó, xin thưa quý vị. Nhờ nhân phước đó đó mà khiến cho chư thiên, khiến cho dạ xoa nè được ân triêm lợi lạc.
và chư thiên dạ xoa đã được ân triêm lợi lạc thì họ mới nhớ cái ơn. Và đến cái lúc mà vị này sa ngã vậy họ mới xuống. Đó, họ phân bày, chỉ bày để cho vị này thấy ra được cái vấn đề vị này đang gặp. À, từ chỗ đó đó mà vị này đứng lên lại bằng chính cái đôi chân của mình. Thì trong trường hợp này đó là trật, nhưng mà còn trượt chân nó xin thú vị, nhưng mà còn có người đỡ lên. Thì mình hiểu đỡ lên đây đó là có phước, mình có phước. Chúng ta hiểu đơn giản nha, trong đời sống này có những người chạy nhà cái đó là đi ở nhà thuê luôn, không có nhà ở là gì, ở khách sạn 5 sao luôn, xin lỗi ngàn sao luôn. Nhưng mà có người là gì, chạy nhà xong cái đó là có cái nhà mới hơn, đẹp hơn để ở. Thì sở dĩ vậy đó là vì do gì? Liên quan tới có phước hay là không có phước. Không có phước thì sau khi mà những cái gì mình có mất sạch đó thì mình phải ở ngàn sao. Còn mà mình có phước đó thì cái mất đó, đó đôi khi là cái nhân, là cái duyên để mình có cái tốt hơn, nhiều hơn. Chúng ta phải hiểu theo cái tính nhân quả nghiệp báo vậy. Thì từ cái chỗ mà chúng ta hiểu theo tính nhân quả nghiệp báo, hiểu theo cái lợi và cái bất lợi vậy đó, thì mình mới cam tâm tình nguyện khống chế, kiềm chế cái tâm ma của mình. Học pháp, hiểu pháp, tin pháp, thực hành theo pháp của Bậc Thánh để nhận ra được ba điều, xin thưa quý vị, ba điều thôi. Thứ nhất là gì? Nhân quả hay là lợi bất lợi. Thứ hai là bất kỳ cái gì ở trên cái cuộc này nó cũng đều biến hoại đổi thay, dẫn đến khổ đau và lệ thuộc lẫn nhau. Thứ ba, chỉ có bát thánh đạo thì mới hướng mình đến một cái đời sống an lạc hạnh phúc. Nhận ra ba điều đó, đó thì bắt đầu mình mới sẽ cam tâm tình nguyện để kiềm chế, khống chế, làm chủ cái tâm ma của mình. Và làm chủ cái tâm ma của mình. Nhận ra được ba điều đó, đó bắt đầu mình mới thấy nè. Nếu mà mình để cho cái tâm của mình mà nó tự do và nó chạy theo dục lạc, nó chạy theo, nó sống tùy thích vậy đó. Thì lúc đó sao xin thưa gì dẫn đến cái chỗ là gì? Mình sẽ sống gần giống như con thiêu thân. Đói thì đi tìm cái để mà ăn, khát đi tìm cái để mà uống, được cái trống mắt, vui vui là mình chạy tới. Ý rằng, nghĩ rằng cái miệng này là của mình muốn nói gì đó mình nói, cái thân này của mình muốn làm gì mình làm, mình sống như thế nào đó là quyền của mình. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái miệng mình nói ra đó nó có hai tác dụng. Một là đem lại cái sự an lạc cho mình. Hai là đem lại cái quả khổ đau cho mình. Khi mà mình chửi người ta đó thì đem lại an lạc hay là khổ đau cho mình? Dĩ nhiên chửi người ta đó là bị người ta chửi lại nữa. Hoặc là bị người ta tát tay. Thì bị người ta chửi lại, bị người ta tát tay sao gọi là an lạc được? Chỉ khi nào đó mà mình nói lời hay, ý đẹp, khiến cho qua cái lời nói đó của mình mà người ta đó có được lợi lạc. Thì cái lúc đó đó lời nói của mình mới đem lại cái lợi lạc cho mình. Cái thân này cũng vậy xin thưa quý vị. Cái thân này đó mà mình làm một cái việc gì đó mà khiến cho người ta bất lợi đó, thì cái hậu quả nó phản ngược lại cho chính mình. Còn mình làm một cái gì đó mà khiến cho người ta được lợi lạc đó thì mình sẽ được hưởng lợi. Như vậy thì từ cái chỗ đó mình mới thấy được cái cách sống của mình là quan trọng. Cách sống của mình mà đem đến lợi lạc cho người khác thì mình có lợi. Cách sống của mình mà đem đến khổ đau cho người khác đó là mình có hại.
như cái vị Say Di Sa Nú này, lúc đầu đó cách sống của cái vị đó nó khiến cho chư tăng là tại người tại gia cư sĩ chư thiên dạ xoa được vui vẻ, được an lạc. Cho nên cái lúc mà cái vị này đã gặp sự cố một cái đó thì con người cứu liền, là an lạc cái gì đó. Thì từ cái chỗ này chúng ta mới thấy thì cách sống của mình là quan trọng. Sống có lợi nè, sống có hại. Sống có lợi, sống có hại đó đó, làm sao mình nhận ra được sinh thú gì? Hoặc là sống có lợi có hại đó là do cái gì tác động? Xin thưa, do tâm. Mà nó cụ thể hơn đó là do ý. Thành ra trong cái câu kệ ở phẩm Yamaka Chích Tá, phẩm xâm đối đó, ở trong đó đó Đức Thế Tôn ngày dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nè. Nếu với ý ô nhiễm nói ra hay hành động thì đau khổ theo mình. Còn nếu với ý thanh tịnh nói ra hay hành động thì an lạc theo mình. Thì từ cái chỗ đó mình mới thấy nè ha, nếu mình không có kiềm chế, khống chế cái tâm ma của mình thì mình sẽ bị đau khổ. Còn nếu như mình khống chế, kiềm chế cái tâm ma của mình được thì mình an lạc. Phải không, xin thú vị? Đó là mình hiểu ta tính nhân quả nghiệp báo vậy. Thì có phải từ cái chỗ đó mình mới cam tâm tình nguyện dẫn đến là gì? Gìn giữ nè, bảo vệ cái miệng của mình, nói điều cần nói. Chứ không có nói bậy bạ. Cam tâm tình nguyện gìn giữ cái thân của mình, làm điều cần làm, làm điều có lợi ích, chứ không có làm tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, hiểu vậy tin vậy, hiểu vậy tin vậy đó, nhưng mà chưa chắc mình đã sống theo. Đó thì thành ra là bước tiếp theo là làm gì? Mình cần phải tinh tấn nè, cần phải nhớ nè, cần phải kiên định cái nội tâm của mình với cái hiểu, cái tin đó đó. Thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện sống theo hoàn toàn. Tức là sống theo bát thánh đạo là như vậy đó, xin thú vị. Thì khi đó đó, giống như mình khi đó đó là mình kiểm soát, mình kiềm chế được cái tâm ma của mình, giống như là cái người nài voi đó, xin thú vị, người nài voi đó. Người nài voi hay là người quán tượng đó, có thể điều phục, có thể nhiếp phục, có thể kiểm soát được một cái con voi hung ác, một con voi phá phách. Thì tại sao đấy cái người nài hay là người quán tượng có thể đó là khống chế, kiểm soát, làm chủ được cái con voi à? Xin thưa quý vị, họ có vũ khí. Rồi cái con voi nó sợ, nó sợ bắt đầu nó mới thôn phục. Thì với những ai nè ha, mà sợ hãi cái khổ đó, xin thú vị, sợ hãi khổ đó, với những ai là người nè lô cá para phayadasi, tức là sợ hãi tử sanh luân hồi đó, thì người đó đó mới cam tâm tình nguyện kiềm chế, khống chế, gìn giữ cái tâm ma của mình, cam tâm tình nguyện đó thu thúc gìn giữ cái miệng, thu thúc gìn giữ cái thân, thu thúc gìn giữ ý, tức là tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng. Nếu mà để tu tập được ba chánh này đó thì buộc lòng người đó phải có chánh kiến. Chánh kiến tức là gì? Hiểu biết rõ nhân quả, hiểu biết rõ được cái lợi và cái hại. Thì từ đó mới dẫn đến đó là tu tập ba chánh này. Và để không có bị lui sụt thì buộc lòng người đó phải có chánh tinh tấn, tức là siêng năng nỗ lực để lướt qua. Rồi chánh niệm đó là ghi nhận nhớ cái hiểu biết, cái sự tin tưởng đó của mình. Chánh định đó là giữ vững lập trường tâm của mình, kiên định để sống bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự tin tưởng đó của mình. Thì lúc đó đó mới giống như cái gì Say Di Sa Nú này. Sau khi đó mà cái con dạ xoa nó không còn nhập nữa đó,
À, thì bắt đầu đó mới thấy mẹ của mình khóc lóc, mọi người khóc lóc thảm thiết quá, sợ hãi. Vì có nghĩa là gì? Bản thân của mình đem đến cái sự sợ hãi cho người khác, bản thân của mình đem đến cái khổ đau cho người khác. Vậy thì bản thân của mình cũng gặp cái sự sợ hãi, gặp cái khổ đau giống như người khác vậy. Mà sở dĩ gặp cái đó là gì? Do gì? Mình để cái tâm của mình nó tự do quá nè, nó chạy theo dục lạc ngũ trần vậy. Đó có nghĩa là gì? Mình không khống chế, mình không kiềm chế. À, hay nói cách cụ thể hơn đó là mình không tu tập theo Bát Chánh Đạo. Không tu tập theo Bát Chánh Đạo. À, thì sau khi đó nhận ra vậy, cái bắt đầu mới khởi lên cái sự sợ hãi. À, thì có cái sự sợ hãi đó, cái bắt đầu mới tu. Thì ước mong đó là qua cái bài pháp này, bà con chư Phật tử chúng ta cũng như bản thân của chúng tôi, mình phải thấy được cái sự sợ hãi đối với cái quả khổ. Còn sâu xa hơn tí nữa đó là thấy được cái sự phải sợ hãi đối với cái luân hồi. Từ chỗ đó đó mà mình mới có thể đó là tinh tấn siêng năng hơn nữa trong cái việc thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cụ thể đó là Bát Chánh Đạo, Bát Thánh Đạo. Thì nhờ thực hành theo Bát Thánh Đạo, Bát Chánh Đạo đó đó, thì mình mới có thể khống chế, kiềm chế, làm chủ được cái tâm ma của mình. Từ đó mà không còn khổ đau nữa. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong phước báo hộ trì cho toàn thể quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba giới, trong ba cõi, nhất là các vị có đại qua lực, đại thần lực. Cầu mong các ngài tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin các ngài hộ trì cho... phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều được an vui tiến hóa đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học Pháp Cú ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mít đinh sư. Phật quả tu sắp bầm mang lăng rắc hành tu sắp bè đê quả tu sắp bà bụt đà nữ phá quê nà sá đà sá thi phong quanh trụ tê. Bà quả tu sắp bầm mang lăng rắc hành tu sắp bè đê quả tu sắp bà thăm ma nữ phá quê nà sá đà sá thi phong quanh trụ tê. Bà quả tu sắp bầm mang lăng rắc hành tu sắp bè đê quả tu sắp bà sẵn khá nữ phá quê nà sá đà sá thi phong quanh trụ tê. Tất cả hạnh phúc đang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Phúc Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và